Bên cạnh vấn đề giáo dục cho con cái thì vấn đề việc làm và làm cách nào để có thể tìm được một công việc tại Manta thì luôn là một trong những vấn đề mà khách hàng đặt câu hỏi cho Phượng nhiều nhất khi mà Phượng tư vấn. Trong video ngày hôm nay thì Phượng sẽ chia sẻ đến quý anh chị 4 cách để mình có thể tìm được việc làm tại Manta. Cách đầu tiên đó chính là những cái loại công việc hay mình còn gọi là low skill, là những cái loại lao động phổ thông. Thì đây là những cái công việc rất là đơn giản, không có yêu cầu về trình độ, về kinh nghiệm, về kỹ năng cũng như là về những cái giấy tờ bằng cấp liên quan. Thì đây là những cái công việc đơn giản như là mình làm thu ngân trong siêu thị, hoặc là anh chị làm trong nhà hàng, khách sạn, hoặc là tại bưu điện. Thì những công việc này rất là đơn giản. Những giấy tờ mà anh chị cần chuẩn bị đó chính là CV, hộ chiếu và thẻ định cư, thẻ cư trú Manta. Thì sau khi mà anh chị có cái buổi phỏng vấn với nhà tuyển dụng thì đơn vị tuyển dụng là những cái nơi mà họ thuê anh chị thì họ sẽ đứng ra để xin cho anh chị một cái work permit, cái này gọi là cái giấy phép lao động tại Manta. Thì sau khi nhận được cái work permit này rồi thì anh chị mình sẽ đi khám sức khỏe, và cái bước khám sức khỏe này nếu đạt thì anh chị sẽ bắt đầu làm việc tại Manta. Và cách thứ hai đó chính là những công việc thuộc dạng là high skill, tức là những công việc lao động cần phải khả năng tay nghề cao. Thì với những loại công việc này thì anh chị có thể hình dung là giống như ở Việt Nam anh chị muốn đi xin việc vậy đó. Thì cái điều đầu tiên là anh chị cần phải có một cái bản CV đầy đủ, và sau đó là anh chị sẽ nộp CV lên những cái trang mạng tuyển dụng phổ biến và nổi tiếng, uy tín, chuyên nghiệp tại Manta. Thì ở đây Phượng có liệt kê ra 3 trang web uy tín để chị dễ dàng tìm việc tại Manta. Đầu tiên đó là trang Jobless. Thì trên đây sẽ có rất là nhiều các công việc mà họ đang tuyển dụng cũng như đi kèm cái CD đầy đủ và chi tiết. Thì anh chị chỉ việc lên đây search xem là cái công việc nào đúng với cái ngành nghề cũng như mong muốn của mình. Cái trang thứ hai đó chính là trang Motorpark. Thì đây là một cái trang giao diện tìm việc rất là dễ, nó tương đương giống như là Vietnam World ở Việt Nam vậy đó anh chị. Và trang cuối cùng đó chính là trang Time of Motor. Thì đây là 3 trang có thể nói là uy tín và chuyên nghiệp về tuyển dụng tại quốc đảo Manta. Thì anh chị chỉ cần nộp CV lên đây và tìm cái công việc phù hợp. Thì sau khi đơn vị tuyển dụng họ thấy cái CV của anh chị thì họ sẽ có cuộc gọi mời mình đi phỏng vấn trực tiếp. Thì sau cái buổi phỏng vấn trực tiếp đó, nếu như hồ sơ của anh chị được chọn, thì khi đó là đơn vị tuyển dụng họ sẽ bắt đầu tiến hành xin cái work permit cho anh chị, giống như ở cái loại 1 là loại low skill mà Phượng vừa chia sẻ vừa rồi. Thì cái quá trình mà anh chị được nhận rồi thì những cái hồ sơ anh chị cần nộp cho họ thì cũng giống như low skill, nhưng mà bên cạnh đó thì cần thêm cái về bằng cấp, về chứng chỉ, về kinh nghiệm về cái công việc đó mà anh chị đã có trong thời gian vừa rồi. Thì sau khi có đầy đủ cái giấy tờ thì phía đơn vị tuyển dụng họ sẽ tiến hành xin cái work permit cho anh chị. Thì đây chính là cái thị thực lao động cho phép anh chị có quyền lao động và làm việc hợp pháp tại Manta. Thì với cái việc mà họ xin work permit này thì sẽ mất của anh chị đâu đó từ 1 đến 3 tháng. Và sau khi có kết quả là anh chị đã đậu tuyển dụng và đã có work permit rồi thì anh chị sẽ tiến hành đi khám sức khỏe. Và khám sức khỏe tại Manta thì cái phí đâu đó sẽ khoảng là 60 euro cho một người. Sau khi có kết quả khám sức khỏe thì khi này anh chị đã chính thức trở thành một người có một cái công việc bắt đầu hành trình mới tại Manta rồi ạ. Và anh chị xin lưu ý với Phượng là dù anh chị làm theo cái diện lao động phổ thông hay là tay nghề cao thì đơn vị tuyển dụng bắt buộc họ phải xin cái work permit cho anh chị. Thì đây chính là cái nghĩa vụ của họ. Và bên cạnh đó thì anh chị cũng sẽ phải ký hợp đồng và đóng thuế đầy đủ như công dân của Manta. Và cái cách thứ ba chính là cách mà dành cho những anh chị, quý anh chị nhà đầu tư mà mình có một cái số vốn tương đối là lớn và anh chị muốn qua bên đó là mình sẽ mở một cái doanh nghiệp, một cái business nhỏ hoặc là lớn của riêng mình tùy theo cái mục đích, cái nhu cầu. Thì có thể là anh chị sẽ ban đầu mình sẽ mở những cái quán ăn, những cái nhà hàng, những cái tiệm spa hoặc là những cái homestay gì đó tùy theo mong muốn của anh chị. Thì cái quá trình mà để mở một cái doanh nghiệp tại Manta thì cái thủ tục như quy trình rất là đơn giản. Tuy nhiên là để cho thuận tiện thì tất cả các quy trình sẽ đều được tham vấn bởi luật sư. Thì cái phí luật sư để tham vấn mở doanh nghiệp thì đâu đó sẽ dao động từ 1 đến 2 ngàn euro. Tuy nhiên nếu như cái khả năng tiếng Anh của anh chị mình tốt rồi thì anh chị mình hoàn toàn có thể tự lên cái trang web. Cái trang web Phượng có để ở đây là MPR. Thì Phượng có để trang web ở đây. Anh chị có thể tự vào trang web và mình đọc tất cả những cái thông tin liên quan. Và anh chị có thể tự làm nếu như muốn ạ. Và loại thứ tư cũng là loại cuối cùng mà Phượng hay chia sẻ đến quý anh chị khách hàng, đó chính là cái loại có thể nói là sung sướng nhất luôn. Đó là thông thường đối với các anh chị khách hàng của Phượng thì có những anh chị họ chia sẻ luôn cái kế hoạch của họ ngay từ đầu, có nghĩa là người vợ và các con sẽ qua bên Manta sinh sống trước để cho các bạn con có thể đi học và hưởng được cái chế độ giáo dục hoàn toàn chuẩn UK miễn phí ở Manta, và người vợ sẽ đi cùng để chăm sóc các con.
Còn người chồng thì sẽ vẫn ở lại Việt Nam để điều hành cái công việc kinh doanh và sinh ra lợi nhuận, và sau đó sẽ chuyển tiền qua Manta chu cấp cho cuộc sống của vợ và con ở bên Manta. Thì cái kiểu thứ tư này có thể nói là cái kiểu sung sướng nhất và ai cũng mong muốn, đúng không ạ? Vừa rồi thì Phượng vừa chia sẻ đến quý anh chị nhà đầu tư bốn loại hình mà anh chị có thể kiếm được thu nhập tại Manta. Thì dù là lao động tay nghề phổ thông hay là tay nghề cao, hoặc là anh chị mở doanh nghiệp, thì anh chị đều phải đáp ứng đầy đủ các quy định cũng như là các luật lao động tại Manta. Nếu anh chị mình đang quan tâm đến các chương trình định cư châu Âu cũng như định cư Manta thì đừng ngần ngại liên hệ ngay với Vũ Phượng tại số điện thoại hotline để được tư vấn chi tiết hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.